Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học kinh thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài của ngày 30 tháng 6 năm 2024 với đề tài đó là người nhạo bán. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Chúng con cúi đầu kính lạy Chúa, Đức Chúa Trời kính yêu của chúng con. Tạ ơn Chúa bởi Chúa luôn ở cùng gìn giữ chúng con bình an và Chúa luôn dạy dỗ chúng con qua lời của Chúa. Giờ này chúng con học bài của ngày hôm nay Xin Chúa ở cùng và giúp chúng con Hôm nay chúng con cũng sẽ thờ phượng Chúa cùng với anh em con ờ, Trong sự nhóm lại Xin Chúa cũng ban phước cho đại tớ của Chúa Ban ơn đại tớ của Chúa Ban ơn cho mọi người chúng con Chúng con tạ Chúa và chúng con cầu nguyện Nhân danh Chúa Giêsu Christ Amen yeah. À, phần kinh thánh của chúng ta hôm nay ở trên màn hình luôn, à, cho nên à, chúng ta sẽ xem ở đây. À, Lợi đang cố gắng hết sức để phóng to cái phần màn hình, cho nên cô chú anh chị em nhìn ở trên màn hình á, trên cái điện thoại của mình thì cô chú anh chị em quay ngang, cô chú anh chị em sẽ đọc được cái chữ. Dạ. À, câu kinh thánh à, làm nền tảng của bài học ngày hôm nay cũng như là câu ghi nhớ chính là Trầm ngôn đoạn 21 câu 24. À, chúng ta sẽ đọc hai bản dịch bản truyền thống cũng như là bản hiện đại. Nhạo bán, ấy là tên của người kiêu căng, cao cách. Nó cư xử cách sắc sược theo tính kiêu ngạo của nó. Bản hiện đại, nhạo bán là tên của kẻ tự cao, kiêu ngạo. Nó cư xử cách sắc sược theo tính kiêu căng của nó. đó là trong ngôn đoạn 21 câu 24. Câu hỏi suy gẫm Người nhậu bán là người như thế nào? và có những đặc điểm ra sao? Lời Chúa dạy phải làm gì với kẻ nhạo bán Tại sao bạn cần sống khiêm nhường ở trong hội thánh, gia đình và xã hội? Người được gọi là nhạo bán ở trong trăm ngôn đoạn 21 câu 24 là người tự phụ, sắc sược, cho mình là biết hết mọi sự nên rất là tự cao. Người nhạo bán luôn cười nhạo và phủ nhận chân lý, không bao giờ khiêm cung học hỏi, thái độ đáp ứng trước những lời khuyên hoặc lời sửa dạy càng cho thấy cái sự ngu dốt của họ. Người sống như vậy được xem là người dạy vì họ chỉ chú tâm vào sự khôn ngoan đời này nên không còn khao khát thuộc linh để tìm kiếm sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Với tánh kiêu ngạo, người nhạo bán không thể có được sự khôn ngoan thật. Cho dù có tìm kiếm đi nữa, vì muốn học hỏi chân lý của Đức Chúa Trời đòi hỏi người học phải có tâm trí khiêm nhường và ý chí tuân phục. Chúng ta có thể xem ở trong trăm ngôn là 14 câu 6. Lời Chúa dạy, những người nhạo bán như vậy cũng không đáng để chúng ta hướng dẫn ai trách kẻ nhạo bán mắc phải điều sỉ nhục. Chớ trách kẻ nhạo bán e nó ghét con. Hãy tránh người khôn ngoan thì người sẽ yêu hãy trách người khôn ngoan thì người sẽ yêu mến con. Trong <laughs> ngôn đoạn 9 câu 7 câu 8. Điều thường thấy ở trong hội thánh sớm giềng hay nơi làm việc, người nhậu bán luôn mang đến sự rắc rối, phá hoại. Vì thế vua Salomon đã dạy cách nghiêm khắc rằng hãy đuổi kẻ nhậu bán ra thì sự cãi lấy cũng sẽ đi. Điều tranh cạnh và sự sỉ nhục sẽ hết trong ngôn 22 câu 10. Xuyên suốt lịch sử loài người đã có nhiều bài học thất bại khi con người kiêu ngạo. Một ví dụ điển hình là khi con người tự cao Hè nhau xây tháp ba bên. Họ đồng lòng với nhau rằng nào Chúng ta hãy xây cho mình một cái thành và dựng một cái tháp có đỉnh cao đến tận trời để chúng ta được nổi danh. Chúng ta xem điều đó trong sách thiết ký đoạn 11 câu 4. Từ suy kiêu ngạo ấy, con người muốn sống theo ý riêng của mình, không có theo ý Chúa, nên họ phải chịu cái hình phạt bị Chúa làm cho lộn xộn các thứ tiếng và tản lạc khắp ở trên đất như sách thiết ký đoạn 11 từ câu, 1, câu 9. Còn cái Chúa phải hết sức khiêm nhường trong đời sống và trong công việc Chúa. À, công việc Chúa mà giao cho chúng ta đó thì chúng ta phải luôn tìm cầu ý Chúa chớ cậy cái sự khôn ngoan riêng của mình trước giả già cờ nhắc lại một cái nguyên tắc bất di bất dịch đó là để cho trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường già cờ đừng 4 câu sáu chúng ta phải nhớ rằng khi chúng ta kiêu ngạo nhạo bán con người cũng có nghĩa là chúng ta coi thường ý muốn Chúa không tìm học sự khôn ngoan của Chúa và cũng xem thường cái thẩm quyền của Chúa câu hỏi gửi của bà học bạn có khiêm cung học hỏi và thực hành nếp sống khiêm nhường ở trong hội thánh xã hội và gia đình không? Hôm nay khi Chúa cho bài học này, cảm ơn Chúa nhóm học kinh thánh yêu thương cũng học đến cái câu chuyện đang diễn ra đó là Absalom phản nghịch và Absalom đã phải chết vì có sự kiêu ngạo của mình rồi vô ép lộng quyền đã làm những cái việc mà sau này chính ông cũng bắt đầu đi sai và nhận lấy những cái hậu quả rất là hay của chúng chị em hãy qua cái kênh nhóm học kinh thánh yêu thương mà của chúng chị em học của chúng chị em sẽ thấy có cái sự liên kết ở trong lời của Chúa dạy chúng ta khi chúng ta học lời của Chúa hôm nay quay trở lại với bài học ngày hôm nay thì lời thấy như thế này của chúng chị em có những người đó uh, truyền tin đó nhưng mà truyền tin sai sự thật nó giống giống sự thật mà không phải sự thật cẩn thận cái người nhậu bán đó là cái người thường hay như vậy đó. Bắt đầu muốn diễn đạt cái sự việc theo ý của mình, muốn lái cái câu chuyện theo ý của mình, muốn lái người khác theo ý của mình, cho nên nói theo ý của mình luôn. Và khi nói theo ý của mình thì người đó làm sao? Nói giống giống sự thật nhưng mà trong đó nhúng vào trong đó một cái ý, một cái từ sai thôi. Chúng ta lưu ý nha, một cái từ sai thôi khi mình truyền đạt hay mình truyền tin đó mình nói lại đó một cái từ sai thôi nó sẽ dẫn đến cái cục diện hết sức là sai luôn ví dụ như một người nói với mình là à, thôi hãy nói với anh đó để rồi ảnh đưa ra cái quyết định thì cái lời người đó nói rất là nhẹ nhàng là à, nói lại với ảnh để ảnh đưa ra cái quyết định nhưng mà cái người truyền tin nói sao ổng nói là phải báo cáo lại với anh để anh đưa ra cái quyết định à cái người nghe nói sao phải báo cáo Ông là cái gì tôi phải báo cáo tôi cao cấp hơn ảnh mà tôi lãnh đạo ổng mà tôi phải báo cáo ổng lại gì trong cái người kia chỉ nói là nói lại thôi lại gặp nhiều cái chuyện đó rồi đó nên là mấy ví dụ đó cô chính cho nên ở trong cái chừng mực nào đó chúng ta đứng ở một cái vị trí nào đó chúng ta cẩn trọng thêm mắm dậm và muối vào đó rất nguy hiểm nha nhưng đâu đó trong chúng ta có những người tưởng như mình khôn ngoan lắm vậy đó khuyên người khác chuyện như đã rồi nghe chưa có nắm được cái cục diện gì hết trơn á chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra làm sao á in trí ở trong đầu luôn tôi biết rõ ông đó mà ông vậy là đúng tại ông đó tôi biết cái tính là ông mà và lại hay thường dùng cái từ đó là cái người gọi là biết tuốt tuần tuột mà không biết gì hết đó có những người tưởng rằng mình biết hết nhưng mà thật sự người đó không biết gì hết đó nguy hiểm vô cùng khi mà chúng ta đưa ra một cái lời khuyên hay một cái sự khích lệ nào đó mà sai mình mình thấy hai người đó đang xích mích với nhau mình khuyên là mình chăm dầu vô lửa không à? Tôi biết mà tôi biết ông đó ông vậy cho nên anh đúng đó, chị đúng đó. cẩn trọng và chúng ta là người nhậu bán thì có nghĩa là gì? Thêm mắm và muối để bắt đầu hạ uy tín của người này hạ uy tín người kia. Mình là người xấu mà mình không biết á mình tưởng mình là người khôn ngoan đang khuyên người khác đó Cho nên hãy cẩn trọng của chúng ta rồi khi mình góp ý với một người và hôm nay trong bài học cũng có nói đó góp ý với cái người khôn ngoan người có chúa đó người ta sẽ nhận ra được nhưng mà góp ý với cái người mà họ đang không có chúa đó hoặc là họ đang ở trong cái chiều hướng của ý riêng đó, là mình châm dầu vô lửa đó có nghĩa là gì có nghĩa là mình phải biết cái người đó họ đang nóng họ đang bực họ đang bất chấp mọi việc họ chỉ nghĩ đến cái ý của họ thôi mà lúc đó mình khuyên mà lại chiều tao hẹo nữa họ nữa đó rất nguy hiểm châm dầu vô lửa bùng phát luôn nhưng mình phải đến mình cầu nguyện cho họ mình biết họ đang ở trong cái tình trạng nào để mình cầu nguyện cho họ mình sẽ nói rằng tôi cũng không biết rõ sự việc đâu tôi chỉ nghe anh nói thôi nghe chị nói thôi nhưng mà cái điều mà chúng ta có thể làm được trong lúc này là cầu nguyện rồi mình cũng cầu nguyện đừng có những người mượn cái lời cầu nguyện để nói ý của mình nữa đây cũng điều nguy hiểm nữa cầu nguyện mà chúa ơi cũng biết ông kia ông vậy, vậy 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 cho nên anh này anh mới giận lên sai rồi mình không dám góp ý mình mượn lời mình nói như vậy thì mình càng càng nguy hiểm nữa lúc đó người nói nói đó ông đó ông nói vậy 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 anh đồng ý với tôi vậy 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 biến những cái gì chúng ta nói mặc dù chúng ta đang khuyên họ nhưng mà biến những gì mà chúng ta nói hay là biến cái lòng của họ thành cái lời khuyên của chúng ta và đi nói với người khác nữa Xin Chúa giúp chúng ta. Hãy cầu nguyện gì? Chúa ơi, con cái của Chúa phải yêu thương. Con cái của Chúa phải tha thứ. Con biết rằng lúc này rất khó tha thứ. Nhưng Chúa dạy chúng con phải tha thứ. Xin Chúa giúp để được cái sự hiểu lầm. Hay có cái điều gì đó Chúa hòa giải cho chúng con. Xin Chúa yên ủi anh ấy, chị ấy. Để chị ấy, anh ấy biết rằng chúng con đang làm công việc của Chúa không phải dễ. Và Satan nó xen vào, nó phá hoại. Mình cầu nguyện như vậy thì anh em mình sẽ hiểu ra được là anh em của chúng ta quá nóng đi. Anh em chúng ta đang có những cái suy nghĩ hơi quá đi. Và chính lúc đó đấng ở giữa chúng ta Đức Thánh Linh là đấng nghĩa là cầu nguyện của chúng ta sẽ giúp chúng ta. Mình đừng đưa ra một cái quyết định hay một cái gì hết mà thay Chúa, nhưng hãy trao cái quyền đó cho Chúa của chúng ta. Chúa là đấng giúp cho chúng ta. Dạ, có lẽ mình nhìn cái bài học ở đây và đây là lời gợi ý cầu nguyện của bài học để nương trên cái gợi ý này cô chú anh chị em không biết cầu nguyện sẽ có thể cầu nguyện được và cô chú anh chị em nào mình nhớ đó cầu nguyện với Chúa bằng ca lòng của mình đây là lời gợi ý thôi kính là Chúa con tạ ơn Chúa vì lời ngài nhắc nhở con ở trong lối sống hàng ngày xin Chúa cho con biết tìm cầu và học hỏi ý ngài để con luôn sống khiêm nhường yêu thương như Chúa đã dạy con nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ Amen mỗi người chúng ta hãy đến với Chúa một sự cầu nguyện là chúa giáo của chúng con con cũng không biết trường hợp của anh em con đang ở trong hoàn cảnh nào là người đang trách người khác hay là người đang bị người khác trách là người đang góp ý kiến hay là người đang nhận ý kiến chúng con không biết nhưng bài học này chúa dành cho tất cả chúng con để rồi ở trong một cái hoàn cảnh nào đó ở trong một cái bối cảnh nào đó ở trong câu chuyện nào đó chúa vẫn nhắc chúng con đó là chúng con phải có sự khôn ngoan bởi lời của chúa phải có sự chỉ dẫn nhắc nhở của chính chúa thánh linh cho nên dù chúng con ở trong hoàn cảnh nào Xin Chúa cho của chúng chị em con chạy đến với Chúa Cầu nguyện trước Lắng lòng mình xuống Tương giao với Chúa Để rồi nhờ cái sự gần Chúa và chúng con ở trong Chúa Ngài sẽ bảo vệ và hướng dẫn chúng con Để kẻ giữ Satan kẻ lừa dối, kẻ đang cám dỗ Kẻ đang hại chúng con Gây rối giữa vòng chúng con Nó không có làm gì được hết Bởi chúng con ở trong Chúa Tạng Chúa bài học, Chúa ban cho chúng con Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện Nhân danh Chúa Giêsu Christ Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô chú anh chị em đã cùng học với lời bài học này. Lời tin rằng lời cô Chúa ích lợi cho tất cả chúng ta. Amen.